Misa là một cô bé có dòng máu lai, mẹ là người Nga và bố là người Nhật. Misa hiện sống với bố sau khi mẹ qua đời. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô bé cùng mẹ chơi ngoài sân, đột nhiên hai người nghe tiếng máy bay từ xa vọng lại. Đây là Kamoi, cô hào hứng chạy tới văn phòng tuyển dụng để tìm việc làm, với mong muốn trở thành một hầu gái. Tuy nhiên, những yêu cầu về ngoại hình như da trắng làm Kamoi cảm thấy thất vọng. Trên đường về cô đi ngang qua một nơi, cảnh tượng trở nên hoang tàn không còn giống như một năm trước. Lúc đó tuyết rơi dày và cô đã bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô bé tóc vàng lần đầu tiên nhìn thấy. Sau một ngày không tìm được việc làm và không được gặp thiên sứ nào, Camoi trở về nhà trong thất vọng. Bất ngờ, cô nhìn thấy một mẫu tin tìm người giúp việc với yêu cầu khỏe mạnh và cứng cáp, nhưng nếu là một cậu nhóc bướng bỉnh xấu tính thì sẽ là một thử thách khó khăn. Camoi không mấy để tâm và quyết định thử vận may bằng cách theo địa chỉ trên mẫu tin. Cô trèo lên một cây cột điện thì đúng là bé Misa đây rồi, bên trong căn nhà thì cô bé bắt gặp một khung cảnh rùng rợn, một mụ phù thủy độc ác đang lấp ló sau cửa sổ. Misa sợ hãi và chạy đi tìm bố để kiểm tra. Sau khi bố cô lên phòng kiểm tra thì không thấy gì, họ quyết định xuống nhà thì đúng lúc có tiếng chuông cửa vang lên. Cửa mở và xuất hiện trước mắt họ là một cô hầu gái mới đến xin việc, còn Misa thấy thì khóc thét ba chân bốn cẳng chạy đi. Bố Misa giải thích rằng mẹ cô bé đã mất từ lâu và ông phải vừa đi làm vừa chăm sóc con, vì thế cần tìm một người giúp việc để dọn dẹp và trông coi Misa. Tuy cô bé rất đáng yêu nhưng lại có tính cách nổi loạn. Sau khi mẹ ra đi, cô bé đã đốt nhà vài lần khiến các hầu gái trước đây phải bỏ việc. Ông cũng dặn dò cô hầu gái mới, Camoi rằng tuyệt đối không được bước vào căn phòng bí mật, vì đó là nơi rất quan trọng với Misa. Camoi với quyết tâm nhận việc, ngay lập tức đối mặt với thách thức đầu tiên. Misa, với bản tính tinh nghịch, đã đổ một xô bùn lên đầu Camoi khi cô vừa ra khỏi nhà. Bố của Misa hoảng hốt xin lỗi và đưa khăn cho Camoi lau sạch. Tuy nhiên, Camoi không hề nao núng. Cô từng là một sĩ quan không quân và đã trải qua những điều khắc nghiệt hơn rất nhiều so với việc bị bẩn. Misa tưởng rằng Camoi sẽ nổi giận và lao vào tấn công mình, nhưng ngược lại, Camoi nhẹ nhàng bế cô bé lên như thể không có gì xảy ra. Misa vô cùng kinh ngạc khi nhận ra cô hầu gái này có sức mạnh phi thường. Sau đó, Camoi rủ Misa đi tắm chung nhưng cô bé hoảng hốt và chạy đi cầu cứu bố mình. Khi Camoi tắm xong, cô không có gì để mặc nên đã mặc tạm quần áo của Misa, nhìn như một người kỳ quặc. Misa tức giận và hai người đuổi nhau khắp nhà tạo lên một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng đầy hài hước. Ngày hôm sau, Camoi xuất hiện trên đường phố với bộ trang phục hầu gái của mình, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Bố Misa cũng bất ngờ nhưng không nói gì vì anh phải đi làm và giao mọi công việc lại cho Camoi. Misa biết Camoi rất khó tiếp cận nên đã nhờ con trồn trắng của mình theo dõi cô ta. Tuy nhiên, Camoi dường như đã biết trước điều này và không hề ngạc nhiên. Thậm chí, cô còn yêu cầu Misa phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong nhà, điều này làm Misa tức giận. Cô bé quyết định tìm cách để loại bỏ Camoi khỏi cuộc sống của mình. Nhưng trong lúc suy nghĩ cách để làm điều đó, Misa đã mệt mỏi và ngủ quên. Camoi không từ bỏ, cô tiếp tục gõ cửa và gọi Misa dậy để ăn trưa. Tuy nhiên, Misa không chịu mở cửa vì đã dự trữ sẵn đồ ăn. Nhưng mùi hương hấp dẫn của thức ăn do Camoi nấu đã khiến Misa không thể cưỡng lại được. Cô bé nhớ lại những bữa ăn vui vẻ cùng gia đình trước đây và dần mềm lòng. Misa mở cửa và bất ngờ thấy Camoi đứng ngay trên đầu mình, khiến cô bé giật mình. Camoi chỉ muốn hai người hiểu nhau hơn, nhưng Misa vẫn không tin tưởng cô. Misa tiếp tục lấy đồ ăn vào phòng và cố gắng không để Camoi can thiệp vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, thức ăn do Camoi nấu ngon đến mức Misa không thể từ chối. Cô hầu gái này không chỉ giỏi nấu ăn mà còn làm việc nhà rất gọn gàng. Thậm chí, Camoi còn bắt đầu làm vườn và dọn dẹp xung quanh nhà, khiến Misa ngạc nhiên. Buổi tối, khi bố Misa trở về nhà, anh thấy con gái mình có vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng anh biết rằng Camoi thực sự là một người giúp việc đáng tin cậy. Sáng hôm sau, một cảnh tượng kỳ quặc khi Camoi bất ngờ xuất hiện tại nhà Misa trong bộ đồng phục học sinh nhỏ xíu, hoàn toàn không phù hợp với dáng vóc và tình hình hiện tại của cô. Bộ đồ vừa chật vừa không hợp, khiến Camoi trông lố bịch và làm Misa cảm thấy như gặp phải ác mộng lần nữa. Dù vậy, Camoi vẫn giữ tinh thần nhí nhảnh, lạc quan và đầy hào hứng. Cô bày tỏ mong muốn kết bạn với Misa bằng mọi cách, không ngừng cố gắng để làm cho Misa cảm thấy thoải mái. Camoi, với tính cách quyết đoán và niềm tin không thay đổi, quyết định sẽ không để lần đầu gặp mặt không suôn sẻ khiến mình nản lòng. Thay vào đó, cô nghĩ ra một ý tưởng khác để tiếp cận Misa kết bạn với cô thông qua trò chơi trực tuyến mà Misa yêu thích. Camoi quyết định tạo một tài khoản game mới với hình đại diện là một chú trồn trắng dễ thương nhằm dễ dàng kết nối với Misa. Cô hy vọng rằng khi Misa thấy hình đại diện đáng yêu này sẽ cảm thấy thân thiện và dễ chịu hơn. Khi Camoi gửi lời mời kết bạn trên mạng, Misa không hề nghi ngờ về thân phận của Camoi và chấp nhận kết bạn. Camoi đầy hứng khởi và tưởng tượng cảnh hai người sẽ có thể đi chơi cùng nhau trong thế giới ảo và rồi trở nên thân thiết hơn. Tâm trí cô tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ đến việc sẽ dần dần tiết lộ thân phận thật của mình cho Misa. Trong trò chơi, Misa xuất hiện với hình đại diện của một tên giang hồ lạnh lùng, mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương của cô ngoài đời thực. Khi Camoi hỏi tại sao lại chọn nhân vật như vậy, Misa chỉ đơn giản đáp rằng cô không muốn bị làm phiền trong game nên đã chọn một hình tượng nghiêm nghị để giữ khoảng cách với những người chơi khác. Camoi không để tâm đến điều đó, nhanh chóng giúp Misa vượt qua những thử thách trong trò chơi. Cả hai đã cùng nhau chiến thắng nhiều cấp độ khó khăn và có một khoảng thời gian vui vẻ trong game. Camoi không chỉ là một người giúp việc tận tâm mà còn là một người đồng đội đáng tin cậy trong thế giới game. Họ đã cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu đầy kích thích và chiến thắng nhiều thử thách. Cả hai người đã xây dựng một mối quan hệ thân thiết và tin cậy trong trò chơi, và Camoi cảm thấy hào hứng và vui vẻ khi được làm bạn với Misa. Sau một ngày chơi game vui vẻ, Camoi trở về với công việc dọn dẹp trong nhà. Khi vào phòng của Misa, cô thấy cô bé đang say sưa chụp ảnh chú trồn trắng của mình để gửi cho người bạn mới trong game, không hề biết rằng người đó chính là Camoi. Camoi mỉm cười tự hào vì đã tạo được một mối liên hệ tốt đẹp với Misa và cảm thấy mọi cố gắng của mình đã được đền đáp. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong lúc quá vui mừng sau một trận chiến trong game, Camoi vô tình để lộ thân phận của mình khi một câu nói vô tình bị lọt ra trong trò chơi. Misa thấy các tin nhắn và thông tin từ Kamoi Nhận ra rằng người bạn mà cô tin tưởng trong game thực chất chính là Camoi. điều này khiến Misa vô cùng tức giận và ngay lập tức bỏ game, cảm thấy bị lừa dối và phản bội. Cảm thấy tội lỗi vì đã làm Misa tổn thương, Camoi quyết định làm một điều đặc biệt để làm lành với cô bé. Cô lẻn vào phòng Misa lúc nửa đêm, đánh thức cô bé và đưa lên một ngọn núi hoang vắng để cắm trại. Camoi nghĩ rằng một cuộc phiêu lưu như thế này có thể giúp Misa thấy được sự chân thành của mình và xoa dịu những tổn thương. Tuy nhiên, kế hoạch của Camoi không hoàn hảo như cô mong đợi không những không có điện thoại hay bản đồ, Kamoi còn không biết đường trở về và họ bị mắc kẹt trên núi. Khi mới bắt đầu, Misa cảm thấy sợ hãi và hoang mang với tình trạng không thể liên lạc và bị lạc đường. Nhưng dần dần, cô bé nhận ra rằng Kamoi có thể không hoàn hảo, nhưng cô ta thực sự chỉ muốn tốt cho mình. Misa bắt đầu chấp nhận tình thế và cả hai bắt đầu cùng nhau làm việc để dựng lều và chuẩn bị cho một đêm cắm trại không như mong đợi. Kamoi, mặc dù không chuẩn bị tốt, Cố gắng hết sức để làm cho tình huống trở nên thoải mái hơn bằng cách kể chuyện và chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ. Trong suốt đêm, Misa dần cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của Camoi. Cô bé hiểu rằng Camoi chỉ đang cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể và mặc dù Camoi có thể làm sai một số việc, nhưng động cơ của cô là tốt đẹp. Cảm giác sợ hãi và tức giận ban đầu của Misa dần được thay thế bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Cả hai cùng ngồi bên đống lửa trại, trò chuyện và tạo ra một liên kết mới trong hoàn cảnh đầy thử thách. Điều này tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ, khi Misa nhận ra rằng Camoi có thể trở thành một người bạn thật sự, dù cách tiếp cận của cô có thể khác biệt. Tối đến, Camoi quyết định tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Dù Misa không thích nấu ăn, trước ánh mắt nghiêm nghị và quyết tâm của Camoi, cô bé không còn cách nào khác ngoài việc phụ giúp một tay. Camoi nấu một bữa tối thật sự ngon miệng, làm Misa ngạc nhiên và cảm thấy hối tiếc vì đã đánh giá Camoi quá sớm. Các món ăn đều được chế biến tinh tế. Và mùi hương từ bữa ăn khiến không khí trong lều trở nên ấm cúng và dễ chịu. Trong khi thưởng thức bữa tối, Camoi không ngần ngại chia sẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Cô kể về những năm tháng khó khăn khi cô mất bố mẹ và phải tự lập, làm việc chăm chỉ để sinh tồn. Những câu chuyện này khiến Misa tò mò và mở rộng lòng mình hơn. Misa cảm nhận được sự đồng cảm và tình cảm chân thành từ Camoi và bắt đầu cảm thấy mình hiểu Camoy hơn. Khi màn đêm buông xuống, Camoi yêu cầu Misa đi ngủ sớm để có sức cho ngày mai. Dù mệt mỏi, Misa vẫn lo sợ và yêu cầu Kamoi ngủ trước. Kamoi đồng ý và nằm xuống, trong khi Misa vẫn chưa thể ngủ được. Cô bé ra ngoài lều, ngồi một mình và ngắm bầu trời đầy sao. Trong đêm tối yên bình, Misa cảm thấy nỗi cô đơn và nhớ mẹ mình. Cô bé tin rằng mẹ mình đã trở thành một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời và nước mắt không thể kìm chế chảy xuống. Kamoi dù đã ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi buồn của Misa qua những tiếng nức khẽ và sự chuyển động trong lều. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Misa và nhẹ nhàng an ủi cô. Camoi kéo Misa vào lều và ôm cô để giữ ấm, những cử chỉ ấm áp và chân thành của Camoi giúp Misa cảm thấy an toàn và được yêu thương. Cuối cùng Misa chìm vào giấc ngủ trong lòng cảm thấy ấm áp và an tâm. Sáng hôm sau, Camoi đánh thức Misa dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Mặc dù đêm qua không dễ dàng, Misa cảm thấy khỏe khoắn và sẵn sàng cho hành trình tiếp theo. Camoi đã lên kế hoạch cho một ngày vui chơi đầy hứa hẹn sau khi họ xuống núi. Cô gợi ý đi thăm sở thú, thưởng thức kem và thậm chí là chăm sóc động vật ở một trang trại nhỏ gần đó những hoạt động này khiến misa cảm thấy hào hứng và cô bắt đầu mở lòng hơn với camoi sau những trải nghiệm của đêm qua cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng với bánh mì tươi ngon và một số món ăn nhẹ trong khi camoi làm phần lớn công việc misa phụ giúp và họ nhanh chóng hoàn tất chuẩn bị cho cuộc hành trình thú vị sắp tới camoi không chỉ là một người giúp việc tận tâm mà còn là một người bạn đáng quý trong cuộc sống của Misa khi chuyến đi cắm trại kết thúc và họ trở về nhà camoi tạm biệt misa với nụ cười rạng rỡ Bố của Misa thấy con gái mình có vẻ rất vui vẻ và nhiệt tình nên hỏi Han về chuyến đi. Misa dù hơi ngượng ngùng nhưng không thể che giấu sự phấn khích và chia sẻ với bố về những trải nghiệm thú vị mà cô bé đã có cùng Camoi. Cô kể về việc Camoi đã làm cho chuyến đi trở nên đặc biệt và những hoạt động vui nhộn mà họ đã tham gia. Ông bố cảm thấy hài lòng và vui mừng khi thấy con gái mình có vẻ hạnh phúc và vui vẻ. Ông bắt đầu nhận ra rằng Camoi, mặc dù có phần kỳ quặc và không giống như những người giúp việc khác, dường như đang có tác động tích cực lên con gái mình. Ông cảm thấy sự thay đổi tích cực trong thái độ của Misa và bắt đầu đánh giá cao Camoi hơn. Ngày hôm đó kết thúc với một cảm giác đổi mới và hy vọng. Misa và Camoi đã trải qua một cuộc phiêu lưu thú vị cùng nhau và Misa cảm thấy mình đã tìm thấy một người bạn đáng tin cậy và chân thành trong Camoi. Họ chia tay với nụ cười và sự cảm kích và Misa cảm thấy hào hứng với những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm sắp tới bên Camoi. Hôm nay, Camoi lại xuất hiện tại nhà Misa trong bộ đồ hầu gái như mọi khi, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho công việc. Trong lúc đứng ngoài sân nhìn lũ trẻ cắp sách đến trường, Camoi chợt nhớ ra một điều. Tại sao Misa lại không đi học? Điều này khiến cô tò mò. Để tìm hiểu thêm, Camoi nghĩ ra cách gọi Misa xuống ăn kem với hy vọng có thể bắt chuyện về việc này. Tuy nhiên, khi Misa vừa bước xuống, Camoi phát hiện một lá thư được gửi về từ trường. Đúng lúc đó, ông chủ cũng về nhà, Camoi không chần chừ, ngay lập tức hỏi thẳng anh về việc tại sao Misa không đến trường. Ông chủ chậm rãi kể lại rằng từ khi mẹ Misa bị ốm, cô bé đã rất nỗ lực để học giỏi, hy vọng mẹ sẽ vui lòng và khỏe lại. Nhưng rồi, khi mẹ mất Misa hoàn toàn suy sụp. Cô bé cảm thấy rằng việc chăm chỉ học hành chẳng mang lại kết quả gì, vì thế mà quyết định bỏ học từ đó. Nghe xong câu chuyện, Camoy tự tin tuyên bố rằng mình sẽ đưa Misa trở lại trường học. Quyết tâm của cô rõ ràng và cô tin rằng mình có thể thuyết phục Misa. Cô lên phòng Misa, mở cửa và bắt đầu trò chuyện tâm sự với cô bé. Camoy giải thích rằng Misa có một nét đẹp và sự thu hút đặc biệt, và rằng việc quay lại trường không chỉ là để học Mà còn là để Misa hiểu được rằng cô có giá trị và mọi người xung quanh đều quan tâm đến cô Tuy nhiên, Misa vẫn không hiểu Và trong lòng chỉ cảm thấy phiền phức khi phải nghe những lời dài dòng của Camoi Cuối cùng, Misa chấp nhận đi học trở lại Không phải vì hiểu ra điều Camoi nói Mà chỉ vì không muốn phải chịu đựng việc bị Camoi theo dõi và bám đuôi mỗi ngày Cầm lá thư của trường trong tay Misa nhớ lại rằng có một người bạn cũ đã từng gửi thư cho cô Nhưng bây giờ cô bé không còn nhớ rõ người đó là ai Camoi cười tươi và nói rằng ngày mai, khi Misa đến trường cô sẽ biết mọi thứ. Sáng hôm sau, Misa dậy sớm và tự chuẩn bị để đi học. Cô không quên nhờ chú trồn trắng yêu quý của mình canh chừng căn phòng của mẹ. Khi hai bố con đang chuẩn bị ra khỏi nhà, Camoi với bộ đồ hầu gái và nụ cười tươi giói đã đợi sẵn ở cửa để đưa Misa đến trường. Cả Misa và bố đều hoảng hốt trước sự nhiệt tình quá mức của Camoi và Misa kiên quyết từ chối để cô đi theo. Cuối cùng, Camoi đành ngậm ngùi ở lại nhưng trong lòng cô vẫn không thôi nghĩ về kế hoạch kết bạn với misa tại trường misa trở thành tâm điểm của sự chú ý vì đã lâu rồi cô không xuất hiện bạn bè cũ vây quanh cô trong đó có một cô bé đeo kính đã từng là bạn thân của misa vài năm trước cả hai từng cùng nhau chăm sóc một cặp chuột hamster trong câu lạc bộ sinh vật nhưng sau kỳ nghỉ hè misa nhờ cô giáo trông nom giúp và từ hai con hamster ban đầu giờ đã trở thành cả một đàn chuột dễ thương trong khi đó ở nhà Camoi nhớ lại căn phòng bí mật của Misa và lời dặn của ông chủ về việc không được vào phòng đó. Camoi hiểu rằng căn phòng này rất quan trọng với cô bé và một ngày nào đó, cô hy vọng sẽ khiến Misa tin tưởng và chia sẻ với cô về căn phòng này. Camoi đã hoàn thành xong việc dọn dẹp và cô bắt đầu chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào mừng Misa trở lại trường học. Không chịu ở yên trong nhà, Camoi quyết định đi đến trường của Misa để kiểm tra tình hình. Với kỹ năng ẩn nấp đỉnh cao của mình, cô tránh né mọi camera an ninh và bảo vệ của trường. Sử dụng một chiếc diều nhỏ để hạ cánh một cách hoàn hảo ngay gần lớp học của Misa. Camoi lén nhìn vào lớp học qua cửa sổ và thấy Misa đang đứng trước lớp, tự tin thuyết trình về cách chăm sóc đàn chuột hamster. Misa chia sẻ rằng, trong trường hợp chuột mẹ sinh nhiều con quá, chúng có thể ăn thịt con của mình để giảm bớt số lượng và lấy lại dinh dưỡng. Cả lớp đều hoang mang lo lắng, nhưng Misa đã chuẩn bị sẵn tài liệu và kinh nghiệm để giải thích rằng việc tách riêng chuột bố và mẹ sẽ giúp đàn chuột phát triển khỏe mạnh. Cô cũng đề nghị rằng khi những chú chuột con lớn lên, mọi người có thể nhận nuôi chúng với điều kiện phải có sự đồng ý của người lớn và học cách chăm sóc chuột cẩn thận. Cả lớp háo hức với ý tưởng này và Misa dường như đang tận hưởng giây phút nổi bật của mình. Tuy nhiên, niềm vui của Kamoi không kéo dài lâu vì bảo vệ trường đã nhanh chóng phát hiện ra cô và bắt giữ ngay lập tức. Trong khi Kamoi bị đưa đi, cô vẫn lén nhìn vào lớp học với ánh mắt tự hào về Misa. Khi Misa trở về nhà sau buổi học, cô bé ngạc nhiên khi thấy Kamoi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào mừng mình. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là khi bố Misa tiết lộ rằng ông đã phải đến trường để bảo lãnh cho Camoi vì tội xâm nhập trái phép vào khuôn viên trường học. Camoi với nét mặt ngại ngùng, chỉ biết cười trừ và xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Dù vậy trong lòng cô vẫn cảm thấy hài lòng vì ít nhất Misa đã có một ngày vui vẻ ở trường. Cuối tuần này, Misa đã nhận được thông báo rằng bố của cô sẽ ở lại căn cứ công ty và không về nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc người giúp việc cũng sẽ không tới vào cuối tuần và Misa cùng lũ thú cưng như trồn trắng và mấy chú chuột hamster mới gia nhập có thể thoải mái tự do hơn. Nhưng chỉ vài giây sau khi mở cửa, Camoi xuất hiện và mời cô chủ xuống tắm, làm cả nhóm đứng hình vì ngạc nhiên. Do bố không về nhà, Camoi được nhờ đến để chăm sóc Misa. Dù có vẻ như cô rất tận tâm với nhiệm vụ của mình, nhưng Misa vẫn không thể chịu nổi việc bị Camoi theo sát mọi lúc. Đặc biệt là khi Camoi cứ lẽo đẽo theo Misa đến phòng tắm, cố gắng giúp gội đầu nhưng Misa đã tống cổ cô ra ngoài một cách dứt khoát. Lũ em nhỏ và những con thú cưng cũng đang canh cửa, có vẻ như hiểu rằng Misa cần chút không gian riêng. Camoi dù bị đuổi ra vẫn không buông tha. Cô nghĩ rằng nếu mình tỏ ra thờ ơ Misa sẽ không quen, rồi có thể hai người sẽ thân thiết với nhau. Nhưng khi cô đang mơ mộng về viễn cảnh đẹp đẽ này, một con vịt cao su bay đến và đập thẳng vào mặt, làm cô tỉnh táo lại. Sau khi tắm xong, Misa bắt đầu đối diện với bài tập phải nộp vào thứ hai. Đó là một bài báo cáo về ước mơ của cô. Tuy nhiên, cô bé lại không có chút động lực nào để viết về tương lai. Misa chỉ muốn ăn ngủ và chơi game. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ rằng nếu bố cô cũng rời bỏ cô như mẹ, cô sẽ làm gì? Lúc đó, Camoi xuất hiện, kể về quá khứ của mình và việc cô đã mất bố khi còn rất nhỏ ở lớp 2. Điều này khiến Misa tò mò, tại sao cô ấy lại trở thành sĩ quan không quân? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất, Misa tiếp tục chơi game và ăn kem như mọi lần cho tới khi buồn ngủ. Cô ngủ ngon lành cho đến tận hôm sau mà không làm gì về bài báo cáo. Đến tối chủ nhật, khi Misa chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học, cô mới hoảng hốt nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thành bài tập về ước mơ. Nghe tiếng hét của Misa, Kamoi ngay lập tức đạp cửa xông vào. Hóa ra, Misa chưa làm bài tập và đang gặp khủng hoảng. Kamoi quyết định giúp cô chủ nhỏ bằng cách thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ về ước mơ của cô. Qua cuộc trò chuyện, Misa phát hiện ra rằng Kamoi không chỉ giỏi chăm sóc mình, mà cô giúp việc này còn làm quần áo tiểu thư và kiếm được kha khá tiền từ đó. Thế nhưng, Kamoi vẫn chọn làm giúp việc tại nhà Misa. Điều này khiến Misa tò mò tại sao. Kamoi trả lời một cách đơn giản nhưng chân thật, vì đam mê của tôi là chăm sóc cô, cô chủ dễ thương. Điều này khiến Misa ngộ ra rất nhiều điều, cô bắt đầu viết bài báo cáo của mình và hôm sau tự tin nộp nó trước lớp. Cô giáo khá sốc vì nội dung sâu sắc nhưng cũng rất vui mừng vì Misa đã viết nên một bài báo có giá trị. Cả lớp vỗ tay tán dương và cô giáo nghĩ rằng nên trao đổi với bố của Misa về vấn đề này. Ở nhà, Kamoi đang lục lọi lại những bài viết cũ của mình về ước mơ hồi nhỏ cô nhớ lại rằng mình từng ước mơ trở thành một phi công nhưng cuộc đời đã đưa cô đi con đường khác cô nhìn lên bức ảnh chụp mình với một bộ trang phục tiểu thư được bán với giá cao trên thị trường điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là tên bộ trang phục ấy là tình yêu dành cho misa ngày hôm đó washizaki một người bạn của misa đã đến chơi misa rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ có ai đề nghị đến nhà cô chơi như thế cô bé cảm thấy lạ lẫm nhưng lại không kịp ngăn chặn điều gì vì Camoi đã nhanh chóng mở cửa và chào đón Washizaki một cách rất thân thiện. Camoi không chỉ tỏ ra lễ phép mà còn thể hiện rất tốt. Cô khen ngợi những con vật dễ thương của Misa, thậm chí còn giúp chăm sóc chúng. Misa ngại ngùng khi thấy bạn mình thích thú và khen cô giỏi chăm sóc thú cưng. Đến khi Camoi mang bánh và nước ngọt lên cho hai người, Misa bắt đầu cảm thấy rằng Camoi không tệ như cô nghĩ. Sau khi Washizaki về, Misa nhận ra rằng cô bé đã có thêm một người bạn và điều này là nhờ vào Camoi. Misa cảm thấy tự tin hơn về bản thân và không còn tự ti nhiều như trước. Cô bắt đầu nhìn nhận bản thân theo cách tích cực hơn và đó là một bước tiến quan trọng trong hành trình của cô. Trong khi công việc chuẩn bị đang diễn ra, một nhân vật mới xuất hiện Rui. Rui là một bạn học mới của Misa, có tính cách rất nổi bật. Cô ấy không chỉ nổi bật về ngoại hình với mái tóc dài và phong cách ăn mặc cá tính, mà còn vì sự năng động và tính cách lôi cuốn của mình. Iui nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người với sự tự tin và năng lượng của cô. Khi Rui xuất hiện, không khí tại lễ hội trở nên càng thêm sôi động. Misa và Kamoi cùng nhau chuẩn bị cho các hoạt động của lễ hội. Kamoi mặc dù là một hầu gái, lại rất khéo léo trong việc trang trí và sắp xếp các gian hàng. Cô đảm bảo rằng mọi thứ từ đèn lồng, bảng hiệu đến các món ăn đều được chuẩn bị chu đáo. Misa rất biết ơn vì sự giúp đỡ của Kamoi và tỏ ra vui mừng khi thấy Kamoi thực sự chăm sóc và chú ý đến từng chi tiết. Trong khi đó, Rui cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị. Cô giúp sắp xếp các món đồ trang trí và đảm bảo rằng các hoạt động vui chơi đều được chuẩn bị sẵn sàng. Sự nhiệt tình của Du khiên mọi người cảm thấy dễ chịu và tạo ra một không khí tích cực. Misa rất vui vì sự tham gia của Du và cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Khi lễ hội bắt đầu, mọi người tham gia vào các hoạt động vui chơi và trò chơi. Có nhiều gian hàng khác nhau như gian hàng trò chơi, gian hàng đồ ăn và các khu vực giải trí. Misa, Camoi và Rui cùng nhau tham gia vào các trò chơi và thưởng thức các món ăn ngon. Misa đặc biệt, rất vui vì có Camoi bên cạnh để giúp đỡ và Rui cũng tham gia vào mọi hoạt động với sự nhiệt tình không ngừng. Một trong những điểm nổi bật của lễ hội là trò chơi kéo co, nơi các nhóm học sinh cạnh tranh để giành chiến thắng. Rui và Misa tạo thành một đội và cùng nhau chiến đấu để giành chiến thắng. Camoi đứng bên lề, cổ vũ cho Misa và Yui và sự nhiệt tình của cô đã giúp đội của Misa có thêm động lực để chiến đấu hết mình. Mối quan hệ giữa Misa và Kami đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, gần gũi như những người bạn tri kỷ. Tuy nhiên, sự yên bình của họ nhanh chóng bị phá vỡ khi một nữ nhân lạ mặt xuất hiện tại nhà nữ nhân lạ mặt này mặc trang phục hầu gái nhưng có giọng điệu và hành động kỳ quặc sự xuất hiện của cô đã khiến misa và kamoi cảm thấy hoang mang và lo lắng misa trong tình trạng bất an quyết định bấm chuông báo động và gọi cảnh sát ngay lập tức cô hầu gái lạ mặt khi cảm thấy có sự nguy hiểm đã chạy đi như tên bắn tạo ra một tình huống hỗn loạn không thể chờ đợi thêm misa tiếp tục bấm chuông báo động ba viên cảnh sát đã xuất hiện kịp thời để bắt giữ cô hầu gái lạ mặt trong khi misa và Camoi đứng chờ sự giải quyết từ phía cảnh sát một tình tiết gây sốc đã xảy ra trên thế giới có một người thứ hai giống hệt như Camoi. cả hai đều mặc trang phục giống nhau có cùng hình dáng và thậm chí có những nét mặt giống nhau đến ngạc nhiên khi mọi chuyện dường như đã lắng xuống misa quyết định lên phòng để kiểm tra tình hình cô cảm thấy có một sự hiện diện đáng ngờ và lo lắng rằng có thể nữ hầu gái kỳ quặc vẫn đang theo dõi mình tuy nhiên khi kiểm tra kỹ lưỡng misa phát hiện ra rằng không phải là nữ hầu gái mà là một người hoàn toàn khác một nữ nhân mặc đồ đen bí ẩn và có vẻ rất đe dọa. Misa bắt đầu la hét trong sự hoang mang và ngay lập tức, Camoi không chút chần chừ đã đạp cửa xông vào để giúp đỡ. Khi các nhân vật nhìn nhau, một sự ngạc nhiên lớn diễn ra. Người phụ nữ bí ẩn này chính là Midori, một cựu cấp trên của Camoi, người đã rời khỏi đội ngũ trước đây. Midori với vẻ ngoài đầy quyền lực và khí chất đến với một mục đích rõ ràng, tìm Camoi và yêu cầu cô làm việc cho mình. Midori đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Muốn Camoi nấu ăn cho cô suốt phần đời còn lại. Yêu cầu này khiến Camoi vô cùng bối rối và khó chịu, vì trái tim của cô đã dành hết cho Misa. Kami không thể chấp nhận việc phải rời xa Misa và phục vụ cho Midori suốt đời. Với sự kiên quyết, Camoi từ chối lời đề nghị và yêu cầu Midori rời đi ngay lập tức. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Camoi đã lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát, nhưng Midori đã nhanh tay tịch thu điện thoại của cô. Khi kiểm tra điện thoại, Midori thấy bên trong chỉ toàn là những bức ảnh của Misa. Kamoi không hề gọi cảnh sát như Midori tưởng tượng, mà chỉ lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên Misa. Tình cảm của Kamoi dành cho Misa dường như ngày càng sâu đậm hơn và càng thể hiện rõ ràng qua những bức ảnh chân thành. Midori không khỏi đau lòng khi thấy sự quyết tâm của Kamoi và những bức ảnh đầy tình cảm của cô dành cho Misa. Cảnh tượng này khiến Midori cảm nhận được sự chân thành và tình yêu sâu sắc của Kamoi dành cho Misa. Misa trong khi đó, tiếp tục giữ im lặng và làm tròn nghĩa vụ của mình như một người chủ đáng tin cậy. Đến chiều chuông cửa vang lên một lần nữa. Misa mở cửa và dẫn Midori vào nhà. Misa thông báo rằng cô đã thuê Midori làm hầu gái mới và sa thải Kamoi. Sự thay đổi này khiến Camoi như bị sốc nặng, cảm giác như thế giới của cô đã sụp đổ. Camoi không thể tin nổi rằng mình bị thay thế bởi một người mới và cảm giác bị bỏ rơi thật đau đớn. Misa và Midori giờ đây trở thành một cặp hầu gái chủ mới, trong khi Camoi phải đối mặt với thực tế phũ phàng của việc bị sa thải. Camoi cúi chào từ biệt và rời đi đột ngột. Misa chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự ra đi của Camoi khiến Misa cảm nhận được một chút hối hận và tiếc nuối. Có lẽ, sự dứt khoát của Camoi đã khiến Misa cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái. Misa nhớ lại những ngày tháng Camoi làm việc tận tâm và chu đáo, những món ăn ngon và sự quan tâm mà Camoi dành cho gia đình cô. Cảm giác mất mát này càng khiến Misa cảm thấy cô đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, cô quyết định không bận tâm quá nhiều. Camoi đã ra đi và từ giờ Midori sẽ thay thế vị trí của cô ấy trong gia đình. Bữa tối hôm đó Misa không thể gọi món cà ri mà mình yêu thích. Món ăn mới do Midori nấu hoàn toàn khác với những món mà Kamoi từng chuẩn bị. Misa cảm thấy nhớ những món ăn ngon mà Kamoi đã tạo ra. Mỗi miếng ăn đều làm cô nhớ lại những bữa tối ấm cúng mà Kamoi đã nấu với hương vị đậm đà và sự tinh tế trong từng món ăn. Cô nhắm mắt lại thử nếm món ăn mới với vị hỗn hợp kỳ lạ nhưng không hài lòng chút nào. Midori cũng thử món ăn và cảm nhận sự thất vọng tương tự. Món ăn không đạt yêu cầu và thiếu sự tinh tế, điều này không quá bất ngờ đối với những ai đã quen thuộc với tài nấu ăn kém của Midori. Cuối cùng, Misa quyết định đặt món ăn về và chấp nhận thực tế rằng bữa tối hôm đó không ngon. Khi bố về nhà, ông chỉ thông báo rằng đã nhận được tin nhắn từ Kamoi. Misa cảm thấy bồn chồn và không ngủ được, mặc dù cô luôn tự động viên bản thân rằng mình không có lỗi. Cô thường xuyên thay đổi chăn để cảm thấy dễ ngủ hơn, nhưng cảm giác lo lắng và tiếc nuối vẫn không buông tha cô. Misa đã cố gắng phân tích lý do sự ra đi của Kamoi nhưng không thể tìm ra lý do chính xác cho quyết định của mình. Sáng hôm sau, Misa phải đối mặt với một đống đồ hộp. Cô không muốn ăn những thứ này và thấy rằng đồ ăn do bố nấu cũng không được ngon lắm. Midori thử nướng bánh mì nhưng kết quả không khả quan nên đành phải ăn đồ hộp. Misa cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái với tình trạng này. Trong buổi học, Misa bị đau bụng và Rui cố gắng thể hiện sự đau đớn của mình để giống như Misa. Tuy nhiên, Rui bị mọi người chỉ trích vì ăn uống không vệ sinh khiến cho Misa cảm thấy mệt mỏi và lo lắng hơn nữa. Khi về đến nhà, Misa thấy căn phòng sạch sẽ và sáng bóng một cách bất thường. Cô nhận ra rằng việc dọn dẹp đã được thực hiện rất chăm chỉ và cảm thấy chút hài lòng. Cảm giác sạch sẽ và gọn gàng của căn phòng làm Misa cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng niềm vui này không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Sau đó, Misa được thưởng thức bánh kem nổi tiếng từ một cửa hàng. Mặc dù món bánh rất ngon và đúng vị, cô vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó đặc biệt những món ăn do camoy nấu vẫn làm misa thèm thuồng misa cảm nhận rằng mặc dù sự thay đổi có thể là cần thiết nhưng việc mất đi những điều tốt đẹp mà camoy mang lại là điều khó chấp nhận cảnh tượng ở ven sông khiến misa chú ý khi thấy camoy đứng đó midori đứng bên cạnh xấu hổ không dám bắt chuyện nên đã đẩy misa xuống gặp camoy nhưng không may bị ngã sấp mặt xuống đất camoy thấy cảnh tượng đó nhưng không vội vàng đỡ misa dậy họ chỉ chào hỏi nhau như hai người xa lạ không còn sự gần gũi và thân thiết như trước cảm xúc của misa dâng trào và cô bắt đầu thổ lộ tâm trạng của mình cô chia sẻ sự thất vọng hối hận và những cảm xúc chưa được giải tỏa về sự ra đi của kamoi kamoi ghi lại toàn bộ những lời nói của misa và cuối cùng misa cảm thấy hối hận vì đã để cảm xúc lấn át lý trí kamoi đưa ra lời khuyên rằng nếu misa muốn thay đổi cô cần phải thông báo trước và chấp nhận các quyết định kamoi nhấn mạnh rằng việc thay đổi không phải là điều dễ dàng và yêu cầu sự chuẩn bị và thông báo rõ ràng để tránh những hiểu lầm và đau đớn không cần thiết những lời khuyên này giúp Misa nhận ra rằng sự thay đổi cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và không nên bị áp đặt một cách đột ngột. Ngày hôm sau, Kamoi quay lại và thấy Midori ngồi trước cửa với mắt tím bầm vì cô đã chờ Kamoi từ đêm qua. Cảnh tượng này khiến Kamoi cảm thấy hơn đáng sợ vì bị cả hàng xóm soi mói. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng cho bố con Misa. Dù Midori chỉ kịp chạm vào nguyên liệu, Kamoi đã làm xong phần lớn công việc. Midori chịu trách nhiệm pha cà phê, trong khi Kamoi đi đánh thức Misa. Cảnh tượng sáng hôm đó thật vui vẻ với sự xuất hiện của hai hầu gái và một cô con gái. Ông bố cảm thấy rất vui khi thấy căn nhà nhộn nhịp và sạch sẽ. Hai cô hầu gái phân chia công việc trong nhà, Camoi chăm sóc phòng cô chủ và chuẩn bị món ăn, trong khi Midori đảm nhiệm các công việc khác. Camoi không cho phép Midori tranh giành với cô trong công việc và còn phải thu nhặt từng sợi tóc của cô chủ để làm búp bê giống hệt Misa. Sự chăm sóc và tỉ mỉ của Camoi khiến mọi việc trở nên suôn sẻ và hài lòng hơn. Midori thổ lộ rằng việc thay đổi phong cách hiện tại của cô là nhờ tìm hiểu sở thích của Kamoi. Cô nhận ra niềm đam mê của mình đối với công việc này và cảm thấy hài lòng khi thấy sự cải thiện trong cách thức phục vụ và sự chăm sóc dành cho gia đình Misa. Bắt đầu với cảnh chồn trắng đang ngủ ngon lành trong chiếc lồng nhỏ ấm cúng của nó. Cảnh tượng yên bình bị phá vỡ khi nghe thấy tiếng gọi của cô chủ. Chồn trắng lập tức tỉnh dậy, ánh mắt nó lóe sáng với sự mong đợi và nó chạy ra đón Misa với sự hào hứng. Nhưng khi nghe thấy cô chủ yêu cầu đưa nó đi bác sĩ, trồn trắng bỗng trở nên lo lắng nó lập tức nghĩ đến việc bị tiêm trích và cảm thấy sợ hãi trong trạng thái hoảng loạn nó vội vàng chạy trốn nhảy ra khỏi ban công và rơi xuống bụi cỏ phía dưới ngay khi nó vừa ra khỏi cổng một người lạ có vẻ như đang dạo chơi trong khu vực đã nhanh chóng tóm lấy trồn trắng misa từ trên lầu nhìn thấy cảnh tượng này và sự hoảng hốt bao trùm lấy cô bé khi trồn trắng biến mất khỏi tầm mắt cô nhanh chóng lao xuống nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả trong lúc hoảng loạn Misa quay sang đe dọa lũ chuột hamster, những con vật nhỏ bé mà cô thường nuôi dưỡng và chơi cùng. Chúng nhanh chóng tiết lộ rằng Chồn Trắng đã nhảy xuống vườn và chạy mất. Sự lo lắng của Misa ngày càng tăng lên và Camoi nhận thấy tình hình nghiêm trọng cố gắng an ủi cô. Camoi yêu cầu Misa bình tĩnh và bắt đầu cùng cô lên kế hoạch để giải quyết tình huống. Họ nhanh chóng gọi điện cho hàng xóm và phát tờ rơi tìm kiếm thú nuôi bị lạc xung quanh khu vực, nhưng không có dấu vết nào của Chồn Trắng. Khi màn đêm buông xuống, Misa cảm thấy hoang mang và lạc lõng. Cô nhớ lại thời điểm sau khi mẹ mất, khi bố đã mang chồn trắng về làm bạn với cô. Trồn trắng không chỉ là một thú cưng, mà còn là một phần quan trọng trong gia đình và kỷ niệm đau buồn mà Misa đã phải chịu đựng. Cảm giác cô đơn và lo lắng gia tăng, và Misa quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Midori, một người bạn đáng tin cậy. Midori đang nuôi một chú chó cựu nghiệp vụ, Kamoi và Misa đến nhà Midori trong tình trạng căng thẳng. Khi Midori thấy sự xô bồ và khẩn trương của tình huống, cô cảm thấy bị lấn át nhưng vẫn quyết định giúp đỡ. Midori cung cấp cho Kamoi một tấm khăn mà chồn trắng đã dùng để giúp trong việc tìm kiếm chú chó của Midori vốn rất nhanh nhẹn và được đào tạo bài bản lập tức lao ra tìm kiếm theo mùi hương tuy nhiên sau một hồi đuổi bắt trong khu vực lân cận chú chó lại quay trở về đúng nhà của misa mọi người cảm thấy bối rối và thất vọng vì không tìm thấy dấu vết của chồn trắng khi misa nhìn thấy chú chó cô bé vui mừng và ngay lập tức gửi lệnh cho chú chó tiếp tục tìm kiếm mùi hương của chồn trắng trên chiếc khăn nghe theo lệnh chú chó lao đến nhà rui. Tại đây, em gái của Yui đang vui chơi và không để ý đến sự xuất hiện của nhóm người. Khi Misa yêu cầu vào khám, Rui miễn cưỡng mở cửa. Bên trong, Misa phát hiện trồn trắng đang nằm trên cổ của em gái Rui, người đang vui vẻ chơi với nó mà không có dấu hiệu sợ hãi. Em gái Rui với tính cách rất bướng bỉnh và có phần ngang ngược, nhất quyết không muốn trả lại trồn trắng, dù Misa đã nỗ lực thuyết phục. Camoi thấy tình hình căng thẳng, quyết định can thiệp. Cô yêu cầu em gái Rui trả lại trồn trắng và hứa sẽ tặng cho Rui quần áo, búp bê và các đồ chơi khác để đổi lấy sự đồng ý. Cô em gái cảm thấy sợ hãi trước lời hứa và cuối cùng đồng ý trả lại trồn trắng, mặc dù cô bé vẫn tỏ ra không hài lòng. Cuối cùng Misa ôm trồn trắng vào lòng, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm và vui mừng không thể tả nổi. Trồn trắng đã trở về bên cô và sự đoàn tụ này khiến Misa cảm thấy yên lòng. Cô bé cảm ơn Midori và Kamoi vì sự giúp đỡ quý báu của họ trong việc tìm kiếm. Mọi người trở về nhà và mặc dù vẫn còn chút căng thẳng trong không khí, nhưng sự giải quyết vấn đề đã mang lại một cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng misa biết rằng trồn trắng đã trở lại và cô cảm thấy biết ơn vì có những người bạn tốt như kamoi và midori sẵn sàng hỗ trợ trong những lúc khó khăn misa và bố của cô sau khi chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi đến suối nước nóng cảm thấy háo hức và mong đợi bố của misa đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu không chỉ để giúp misa thư giãn mà còn để tận hưởng những món ăn ngon và thư thái tại suối nước nóng Misa mặc dù ban đầu không hứng thú nhưng đã thay đổi quyết định khi nghe bố nói về những chú chuột lang nổi tiếng ở đó. Niềm vui và sự kỳ vọng về những trải nghiệm mới đã khiến Misa nhanh chóng đồng ý tham gia chuyến đi này. Bố con Misa lên đường và đến suối nước nóng vào buổi sáng sớm. Họ được đón tiếp nhiệt tình và chuẩn bị để tận hưởng ngày nghỉ ngơi. Trong khi Misa vui vẻ chuẩn bị cho mình, cô không khỏi cảm thấy lo lắng về khả năng Camoi sẽ xuất hiện bất ngờ. Misa vẫn nhớ rõ sự bất ngờ khi Camoi xuất hiện ở suối nước nóng trong chuyến đi trước và điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, khi đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Camoi ở đó. Ngay khi họ vào phòng thay đồ, một nhân viên phục vụ mở cửa và Misa bất ngờ khi thấy Camoi đứng ở đó, trong bộ phục vụ. Camoi giải thích rằng cô đang làm thêm công việc tại suối nước nóng để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Misa và bố đều cảm thấy ngạc nhiên và không thể hiểu nổi tại sao Camoi lại có mặt ở đây. Misa lo lắng và muốn quay lại, nhưng bố của cô khuyên cô hãy nghĩ đến những chú chuột lang đáng yêu mà họ sắp gặp. Sự khuyên bảo của bố khiến Misa phải quay lại suy nghĩ của mình và quyết định không bỏ cuộc. Khi vào phòng thay đồ, Misa lại gặp Camoi đứng ngay trước cửa. Sự hiện diện của Camoi làm cô bé cảm thấy bối rối và Misa không ngần ngại đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, khi mở cửa ra một lần nữa, Camoi đã biến mất. Dù vậy, Misa vẫn cảm thấy có một tấm kính gần đó và quyết định áp sát vào kính để nhìn thấy những chú chuột lang bên ngoài. Cô thấy những con chuột lang đang vui đùa và cảm thấy thư thái. Mặc dù sự lo lắng về sự hiện diện của camoi vẫn còn trong đầu cô camoi đứng phía sau cảm phục trước sự kiên nhẫn của misa và có phần tiếc nuối vì đã làm phiền cô camoi hiểu rằng misa vẫn còn lo lắng và quyết định không làm phiền cô thêm nữa cô cảm thấy vui khi thấy misa đã dần thư giãn và tận hưởng khung cảnh xung quanh misa quyết định không tắm ngay lập tức mà muốn tiếp tục theo dõi các chú chuột lang khi misa nhìn thấy một bầy chuột lang đang vui đùa trong khu vực dành cho chúng cô bé cảm thấy rất vui và thích thú với bộ lông mềm mại của chúng đột nhiên Cô nhìn thấy một con gấu trúc lớn trong khu rừng gần đó. Misa cảm thấy hào hứng và lập tức muốn gọi bố để cho ông thấy con gấu trúc, nhưng khi cô quay lại, con gấu trúc đã biến mất. Điều này khiến Misa cảm thấy bực bội và quyết tâm phải chứng minh cho bố thấy rằng cô đã thực sự nhìn thấy một con gấu trúc. Trong khi đó, bố của Misa lo lắng vì sự mất tích của Misa, đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực. Họ kiểm tra mọi ngóc ngách và hỏi thăm những người xung quanh nhưng không thấy dấu vết của Misa. Cảm giác lo lắng gia tăng khi vẫn chưa tìm thấy Misa. Misa sau khi bị lạc đường trong núi và mất điện thoại, cảm thấy lạnh lẽo và đói khát. Cô tiếp tục đi tìm con gấu trúc và tình cờ cô đã gặp lại nó. Con gấu trúc dẫn cô đến bờ sông, nhưng Misa cảm thấy nghi ngờ khi thấy con gấu trúc đang ăn cá. Cô cảm thấy không an toàn và lo lắng về tình hình hiện tại. Đúng lúc đó, một con gấu mẹ xuất hiện và tỏ ra hung dữ. Misa hoảng loạn và cảm thấy sợ hãi khi thấy con gấu mẹ tiến lại gần. May mắn thay, Camoi với sự dũng cảm và nhanh trí đã kịp thời đến và che chắn cho Misa. Cô đứng giữa Misa và con gấu mẹ, thể hiện sự quyết tâm và tình cảm chân thành để bảo vệ cô bé. Camoi đối mặt với con gấu mẹ một cách bình tĩnh và thuyết phục con gấu rời đi bằng cách thể hiện sự đồng cảm và lòng kiên nhẫn. Khi con gấu mẹ cuối cùng quyết định bỏ đi, đội cứu hộ cũng đã đến và tìm thấy Misa. Họ đưa cô trở về nhà trong tình trạng an toàn. Misa cảm thấy vô cùng biết ơn Camoi và đội cứu hộ vì sự giúp đỡ kịp thời. Cô nhận ra rằng dù có những khó khăn và thử thách, sự hỗ trợ và tình cảm của những người xung quanh là điều quan trọng nhất. Khi về đến nhà, Misa và Kamoi đều mệt mỏi nhưng cảm thấy nhẹ nhõm. Bố của Misa mặc dù lo lắng và bực bội vì sự việc xảy ra, vẫn thể hiện sự quan tâm và cảm ơn Kamoi vì đã bảo vệ con gái ông. Ông cảm thấy hài lòng khi thấy Misa và Kamoi trở về an toàn và hạnh phúc. Sáng hôm sau, Misa và Kamoi cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày mới. Mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi, họ cảm thấy hào hứng với những hoạt động của ngày hôm nay. Bố của Misa đã chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt để cảm ơn Camoi và bù đắp cho những căng thẳng của chuyến đi trước đó. Bữa sáng bao gồm những món ăn mà Camoi rất thích nấu và Misa cảm thấy vui khi thấy bố mình cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Camoi. Cuối cùng, Misa và Camoi cùng nhau đi dạo quanh khu vực gần nhà, tận hưởng không khí trong lành và trò chuyện về những ước mơ và dự định tương lai của họ. Misa cảm thấy rất vui khi có Camoi bên cạnh và biết rằng cô không còn đơn độc trong cuộc sống của mình nữa. Cả hai cùng cảm nhận được giá trị của tình bạn và sự hỗ trợ và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Misa cảm thấy quá chán với những thú vui thường ngày và quyết định mở một bữa tiệc tại nhà. Cô mời các bạn qua chơi và ngủ lại tại nhà mình. Tuy nhiên, Misa không để ý rằng có một chiếc camera nhỏ trong phòng từ khi nào. Cô đang chuẩn bị cho bữa tiệc mà không hề biết rằng camera đang ghi lại mọi thứ, điều này có thể gây ảnh hưởng đến bố của cô. Misa chỉ muốn có một bữa tiệc đơn giản, không cần quá khoa trương, chỉ cần làm những món ăn vật ngon như mọi khi là đủ. Camoy Nhân viên giúp việc của Misa ngỏ ý muốn vào căn phòng bí mật để dọn dẹp, nhưng Misa một mực cấm đoán. Dù nghĩ rằng sau những lần gặp gỡ trước, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn, nhưng Kamoi đành chờ thêm một thời gian nữa. Misa mở cửa phòng và thấy hai con gấu bông vẫn nằm ở đó. Khi mẹ của Misa còn sống, cô thường ôm những con gấu này để cảm thấy đỡ cô đơn. Misa quyết định sẽ bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, nhưng bụi đã bám dày trên mọi thứ vì lâu không động đến. Sau khi tắt đèn và đóng cửa, Misa nghe thấy chuông cửa reo. Cô ra mở cửa và thấy Washizaki và Rui đứng ngoài. Rui muốn tham gia bữa tiệc nhưng hơi ngại. Misa nhận thấy điều này quyết định mời cả Yui vào tham gia vì những lần trước Rui xuất hiện đều khá vui vẻ, dù tính cách của cô hơi chảnh chọe và thường gây sự với Rui. Misa vẫn muốn mời Yui tham gia bữa tiệc, mặc dù Rui không phải là người Misa yêu thích. Ba người vui vẻ chơi xích đu, ăn bánh và uống trà dâu. Yui ghen tị vì nhìn Misa như một tiểu thư thực thụ khi tận hưởng bữa tiệc. Bố của Misa mới ra ngoài làm thêm giờ không về nhà và Kamoi được giao nhiệm vụ canh gác an ninh để đảm bảo bữa tiệc diễn ra an toàn. Hiện tại, khu phố đang khá bất ổn và Kamoi lo lắng về vấn đề an ninh. Vừa nói xong thì Midori bị cảnh sát phát hiện và bị bế đi rồi. Midori khi trở về nhà thì được Misa giới thiệu bạn bè của mình. Họ cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối. Trong khi ba người bạn của Misa cùng nhau đi tắm, Kamoi lo lắng đi qua đi lại, Midori còn nghĩ rằng Kamoi có ý định gì với lũ trẻ nên cảm thấy hoang mang. Tình hình khá nghiêm trọng và Camoi cố gắng làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho bữa tiệc. Khi mọi người chuẩn bị xong, Washizaki và Masi trong bộ đồ ngủ lấp lánh ra ngoài với sự hào hứng. Lần này, cô chủ đã đồng ý mặc trang phục do Camoi thiết kế và Camoi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi người ngồi xuống ăn tối và ai cũng khen ngợi Camoi vì đã chuẩn bị bữa ăn ngon. Ba cô bé sau bữa tối vui đùa với nhau bằng cách ném gối tạo ra tiếng ồn um sùm. Những người xung quanh khuyên Camoi nên can ngăn, nhưng cô đang bận làm việc khác. Nửa đêm, Misa tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng động. Cô thấy Washizaki và Rui chạy vào nhà vệ sinh trong sự hoảng loạn và thấy những cặp mắt của các con thú bông trong bóng đêm. Washizaki và Rui khóc thét lên và chạy vào căn phòng của mẹ Misa. Họ đạp đổ cả ghế và chạy một mạch về phòng ngủ. Sáng hôm sau, khi Misa tỉnh dậy, cô thấy Washizaki và Rui đang ngồi ôm nhau ngủ. Cô tưởng rằng họ đã trở nên thân thiết quá mức nên không đánh thức họ dậy. Misa quyết định bước xuống dưới nhà để dọn dẹp phòng của mẹ. Tuy nhiên khi mở cửa cô phát hiện dấu chân và đồ đạc xê dịch. Con gấu bông của mẹ cũng bị đổ xuống sàn nhà. Misa nhớ lại việc Rui đã đến và định xông vào phòng của mẹ. Cô nghi ngờ rằng chính Rui là người đã vào trong đó. Những dấu vết và tình hình hiện tại làm cô cảm thấy lo lắng và bối rối. Misa quyết định phải điều tra rõ ràng vấn đề này để tìm ra nguyên nhân và giải quyết tình hình trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Một bất ngờ lớn khi Camoi đến xin lỗi Misa vì đã vào phòng mà chưa được phép. Misa đang tràn đầy cảm xúc vừa khóc vừa chửi mắng bản thân rồi vội vàng bước vào phòng của mẹ và đóng sầm cửa lại. Washizaki và Rui biết chuyện quyết định sẽ nói cho Misa biết sự thật và xin lỗi Misa. Nhưng Midori đã ngăn họ lại, Kamoi đã gánh hết cơn dân dữ của Misa để bảo vệ tình bạn của ba người không bị ảnh hưởng. Misa lúc này vẫn chưa bình tĩnh để lắng nghe. Kamoi cảm thấy việc này là một công lao của cô và hiểu rằng Misa cần thời gian để vượt qua nỗi đau. Bố của Misa biết chuyện và tức tốc về nhà. Ông rất xin lỗi vì để hai cô giúp việc phải chịu khó xử. Cam không hiểu tại sao căn phòng ấy lại quan trọng với Misa và bố giải thích rằng đó là phòng làm việc của mẹ Misa, nơi hai mẹ con đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ. Căn phòng giống như một thánh đường đối với Misa, nơi chứa đựng kết nối sâu sắc với người mẹ quá cố. Misa nhớ lại người cha đã khuất và lời mẹ cô từng nói rằng ông đang ở trên trời cao. Cam nhìn thấy một chiếc máy bay bay qua và chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu trở thành phi công thì có thể sẽ gặp lại người đã khuất. Cô đứng dậy bước tới trước cửa phòng và quyết định phải nói sự thật cho Misa dù cô chủ có giận cô như thế nào kamoi vẫn cảm thấy không thể nhẫn tâm nhìn misa đau khổ mãi kamoi nhờ midori một việc và có chút run rẩy khi vào phòng lúc này hai người bạn của misa gọi điện và xin lỗi nhưng misa nhận ra dấu chân của hai người họ rồi misa biết rằng hai người đã vào phòng cô cảm thấy rất buồn vì những kỷ niệm vui vẻ của ba người kết thúc như thế midori chui từ ống thông gió trên trần xuống gọi misa và thấy cô bé đã bình tâm hơn misa bắt đầu dọn dẹp lại phòng và Midori đưa đồ ăn xuống cho Misa. Cô bé tươi tỉnh hẳn, nhưng lại cảm thấy dựng người khi nhận ra đây là đồ ăn do Kamoi làm. Kamoi tiếp tục lau dọn toàn bộ căn nhà với vẻ mặt nghiêm túc. Midori chỉ nhìn thấy khi Kamoi rời ngũ, Misa hỏi lại lý do tại sao Kamoi rời ngũ. Midori thú nhận rằng cô cũng không rõ lý do, chỉ biết rằng đó là bí mật của mình và Kamoi. Tuy nhiên, mọi bí mật đều có lý do riêng không muốn người khác biết. Công việc của Kamoi đã hoàn thành và mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Midori khuyên Kamoi không nên bỏ rơi tình yêu với công việc này của mình với lý do bản thân không đủ tốt. Cô nói rằng việc từ bỏ nỗ lực không đáng giá và cần phải giải quyết vấn đề chứ không thể trốn tránh hoặc từ bỏ. Kamoi như được thông não, lần đầu tiên thấy Midori nói triết lý sâu sắc như thế. Kamoi đến phòng của mẹ Misa và kể cho Misa nghe về tuổi thơ của cô, về ngày mà bố cô mất đi và lời nói dối của mẹ để làm cô bớt đau buồn. Kamoi đã trở thành phi công dù biết bố đã mất, nhưng cô vẫn bay xuyên qua những tầng mây, Giữ hy vọng rằng có thể gặp lại ông ấy dù biết rằng không có gì ở trên đó camoi vẫn không chấp nhận sự thật misa cảm thấy không giận camoi mà chỉ giận bản thân vì không thể đối diện với sự thật camoi khen misa mạnh mẽ hơn mình rất nhiều cô cảm thấy mình yếu đuối hơn so với vẻ ngoài của mình với thị lực giảm dần camoi đành phải rời ngũ nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất cô thấy ánh sáng từ nụ cười của Misa bên cạnh mẹ của cô từ đó camoi luôn tìm kiếm cơ hội để chăm sóc Misa Cô hiểu rằng tình yêu của Misa không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cuối cùng, Misa mở cửa cho Kamoi vào phòng và cô biết từ lâu rằng Kamoi đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Họ cùng nhau dọn dẹp phòng của mẹ, bắt đầu một cuộc sống hòa thuận mới và khép lại những ngày tháng khó khăn. Misa và Kamoi, cùng với Wakisaki và Iui, tiếp tục xây dựng những kỷ niệm mới, giữ gìn tình bạn và sự gắn bó trong cuộc sống hàng ngày của họ.